Nói luôn cho mấy ông dân chơi này, nói luôn cho anh nhé, lét luôn này. Xác định là dân chơi ấy, thấy chưa? Dân chơi mà không sợ mưa rơi ấy, thì chỉ có lấy tù là nhà thôi, thấy chưa? Các con vợ dân chơi, thấy chưa? Đấy. Còn mà dừng cuộc chơi thì còn có gia đình. Đấy. Còn mà còn chơi, còn mải chơi thì về xã hội nó chỉ là về phép thôi, về phép thôi, rồi lại lên đường bế văn đàn. Nói luôn cho anh nhanh, nên thôi dừng cuộc chơi đi, nó không được cái gì đâu, không được cái gì, đánh đổi cả những năm tháng mật mát rồi lại làm khổ mẹ cha. Còn đã là dân chơi, đã là giang hồ, đã là ông tướng ấy, thì phải khẳng định được từ xã hội đến nhà tù. Chứ còn thì vào trong đấy thế điên gặp mãi rồi, nhiều giang hồ rồi, nhiều đại bang rồi, nhiều ông tướng rồi, xã hội rồi, tối đến lại chồng đít viết thư về xin ăn: mẹ ơi gửi con cân cá khô cân lạc, vợ ơi lo cho anh cái chân chơi. Đó là chân chơi, đó là mưa, đó là chân chơi, đó là dân chơi, thì sao phải quấn, sao phải sợ, đúng không? Còn đã sợ đừng bước chân vào nhà tù. Mình đã làm khổ bằng mình rồi, mình đã lầm đường lạc bước rồi, thì tránh xa, tránh xa vòng pháp luật. Rồi vào trong đấy hay ho gì đâu, làm khổ mẹ cha, làm khổ vợ con, cũng như tế điên thôi, một thời ngu muội, một thời ngu dốt, sống ở ngoài vòng pháp luật mãi rồi, bao nhiêu năm tháng phải trả giá với những tội lỗi của mình. Nên là bởi vậy tế điên lên trên trang mạng không phải là tế điên phô trương thanh thế, hay là vẽ râu vẽ ria tạo những cái gì đó cho cá nhân mình, không có. Vì mình là thằng bán nước chè mà, mình là một người ngày xưa đã từng phạm tội lầm lỗi, bước ra khỏi xã hội, đang hoàn thiện bản thân, đang làm những cái điều có ý nghĩa cho bản thân mình, cho gia đình. Nên mình có cần thì phải ke phung rồi là kẻ bản căng bạc đâu, không cần, không cần. Vì có muốn làm cũng không được, vì chưa đến tuổi, vì chưa đến tuổi. Đó. Nên người ta bảo rồi, ngoan, cái gì cũng có. Cuộc sống này còn nhiều thú vui, cuộc chơi lành mạnh nhá các bạn nhé. Gửi đến anh em như câu nói chuẩn chỉnh nhất, uy tín luôn nha mọi người nhá. Chắc những cái con vợ sân si cũng ức chế tế điền lắm, đúng không? Cay lắm nha, nhưng cay không làm gì được, vì câu những câu từ của tế điền nói là bằng thật, bằng xuất phát từ lương tâm mình. Mình không muốn thế hệ trẻ sau này đi vào những con đường sai trái, nên mình cứ phải truyền tải những video, truyền tải những cái gì cạn bã của xã hội này, truyền tải những cái gì đen tối của trong nhà tù, để đưa lên trên các trang mạng, từ TikTok đến fanpage đến kênh YouTube. Đó. Chỉ mong rằng những video của tôi được lan tỏa, thật lan tỏa, để các cháu đón nhận những video của Tê Điên, mà nhìn những cái bài học của Tê Điên cũng như là những người anh, những chú đi trước đã từng một thời lầm lỗi, bây giờ người ta về, người ta bây giờ giang hồ mà thế, hoặc là những người có số má, người ta toàn về, người ta làm ăn lương thiện rồi, bây giờ hơi đâu người ta ra ngoài đường đua đòi chúng bạn để tụ tập kéo bè kéo cánh. Không có, người ta giờ về làm ăn hết rồi, chỉ có những kẻ ngựa lon hao đá, chỉ có những các cháu người ta chưa hiểu sự đời, chưa cảm nhận được những roi đời nó vụt vào mặt, nên vẫn sống thích kiểu con ngựa hoang mà. Con ngựa nào vậy thôi, sức người sức ngựa không chịu được,
người ta bảo rồi. Người ta vẫn có câu, các cụ có câu lửa thử vàng, gian nan thử sức, ngựa chạy đường dài biết ngựa là ai. Không ăn thua đâu. Tất cả các con đại bàng, những con hổ tamim đều mỏi mệt hết, như làm tháng tù. Có những con hổ tamim, có những con đại bàng còn không trở về xã hội được, vì bay cao quá, vì tự cao tự đại quá, nghe răng múa vuốt nhiều quá, bị phế hết. Không anh em xã hội người ta phế thì các ông giáo cũng bế đi và cũng phế bỏ võ công trong những năm tháng tù thôi. Nên là cái điên chỉ biết chia sẻ và chia sẻ những video, những cảm nhận của mình và những ngày tháng mà đã phải trả giá trong nhà tù, cảm nhận được những cái lối thống khổ của những anh em phạm nhân. Thế nên tả lên, Bác Hồ có câu rồi: một ngày tù bằng chuyến thu tại ngoại, bạn có là ông vua con, ông cánh con trong nhà tù, cũng như anh Tuấn con ấy, ông vua con trong nhà tù, bạn đến giờ cũng phải vào buồng trại đưa cơm lên, bạn đến tuổi ăn, đến giờ bạn phải vào buồng, đến kẹo đi làm, bạn phải xuất trại đi làm. Chân chơi, chân rộng, bạn cũng chỉ đi lanh quanh trong mấy trăm mét vuông, trong trại, trong sân trại, trong sân khu, trong buồng giam. Bạn chưa có tuổi để bước ra khỏi bốn bức tường kia. Bốn bức tường rất mong manh, nhưng bạn biết bốn bức tường đó nó đang vây hãm bao con người không? Đến cả hàng mấy nghìn người, hàng mấy nghìn phạm nhân trong trại. Khổ lắm. Thế nên gửi lời chúc khán giả yêu quý và mọi người yêu quý Thế nên trên các trạm mạng, chúc mọi người có một ngày tất nhiên luôn vui, hạnh phúc cho cuộc sống. Chào mọi người yêu quý. Thank you.